Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 23 bị can, trong đó có 16 vị quan chức liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các vi phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến toàn cảnh của vụ án này ngay sau đây. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch. Công ty có quy mô vừa phải, hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Năm 2015, công ty Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Do đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Vào ngày 20 và 23 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 6 đối tượng. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm giá định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự; Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên Môi trường về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành viên, tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm vấn định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm giá Nam Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Các ông Nguyễn Văn Khước, ông Chu Quốc Hải, ông Hoàng Văn Nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương thông qua ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc công ty định giá Nam Hà để tư vấn, thẩm định giá đất, tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long, gây thiệt hại cho nhà nước 200,9 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 4 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định để triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn,
ngày 27 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Với 15 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 17 bị can, trong đó có một Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng một số lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng có liên quan. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; bà Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; ông Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group; ông Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã bị khởi tố trong vụ án này. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý 1 năm 2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ Tập đoàn Phúc Sơn. Về kết quả điều tra, đây là vụ án liên quan đến việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra, truy tố các sai phạm dự án ở Quảng Ngãi. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một vụ án lớn với loại tội phạm mới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu nhấn mạnh, để làm được việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Về tội danh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, hiện đã khởi tố 4 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ. Hậu Pháo đã chuyển cho Đặng Trung Hoành 64 tỷ đồng, Bí thư Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận số tiền tương đối lớn. Đối với hai bị can mà báo chí hỏi, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ kết luận số tiền khi có đầy đủ căn cứ. Nhưng ông Thành khẳng định, đến thời điểm này, đã làm rõ hai bị can đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng. Các bị can đã khai nhận và nộp lại cơ quan điều tra. Bổ sung thêm tại cuộc họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thụ lý vụ án. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, qua vụ án, đồng chí Thành đã chỉ ra hai loại tội phạm mới để cảnh tỉnh, phòng ngừa chung là sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn, chức vụ cao để gây tác động, ảnh hưởng đến chính quyền, cơ sở nhằm trục lợi. Có thể nói,
Đây là loại tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường mà người tấn công không nhận ra, để lượng đường trong máu cao, gây ra suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng. Tại phiên họp báo cáo thường kỳ chính phủ tháng 2 năm 2024, trả lời câu hỏi của phóng viên về vi phạm của công ty Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 đến nay với quy mô và hoạt động xây dựng ở cấp huyện. Công ty Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ từ năm 2015, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện công ty này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty này đã bán và thu tiền, nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên, có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn được hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Trung tướng Tô Ân Sô ví dụ, ban đầu công ty Phúc Sơn chỉ là doanh nghiệp nhỏ, cấp huyện, nhưng vươn đến khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực, mức độ của công ty này chỉ vừa phải, còn nhiều tập đoàn không nhận được các dự án lớn như thế. Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để xử lý đúng người, đúng tội, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với cáo buộc nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khước là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Các cá nhân được Hậu Pháo nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền gồm ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Những người này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng Thẩm định giá đất. Thông qua ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà để tư vấn thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, gây thiệt hại tài sản nhà nước 200,9 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ngày 20 tháng 4 và ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cao Đại Nghĩa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Đinh Thị Thu Hương và Nguyễn Ngọc Huy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Hậu Pháo xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Bộ Công an khởi tố, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao tại nhiều tỉnh thành với nhiều tội danh, trong đó nổi cộm là đưa hối lộ, nhận hối lộ.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 23 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Văn Khước bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khước là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cơ quan điều tra đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét đối với ông Nguyễn Văn Khước và các bị can. Theo Bộ Công an, ông Khước, ông Hải và ông Nhiệm bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo. Theo Bộ Công an, ngày 20 tháng 4, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đặt vấn đề để nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty này. Kết quả điều tra đến nay xác định các ông Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu. Cũng theo Bộ Công an, sau khi nhận tiền từ đại gia Hậu Pháo, ông Nguyễn Văn Khước cùng những người trên đã chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện một số hành vi tạo điều kiện cho công ty của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Cụ thể, ông Khước chỉ đạo bà Hương thông qua ông Cao Đại Nghĩa là phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà để tư vấn thẩm định giá đất, tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu. Cơ quan điều tra xác định hành vi của những người trên gây thiệt hại tài sản nhà nước 200,9 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ngày 20 tháng 4 và 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm về tội nhận hối lộ. Ông Cao Đại Nghĩa cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với bà Đinh Thị Thu Hương và ông Nguyễn Ngọc Huy về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án này, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trước đó, tại kết quả mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, sau 2 tháng khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam hơn 20 người, trong đó có 6 lãnh đạo, là cựu lãnh đạo hai địa phương gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cả 6 người trên cùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an, tại cơ quan điều tra, bị can Hậu khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, cựu tránh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển cho ông Hoành số tiền 64 tỷ đồng. Bước đầu, ông Hoành khai sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau. Trước đó, ông Hoành bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Đến thời điểm này, kết quả điều tra xác định Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng. Bước đầu, cả hai đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra. Thưa quý vị, tham nhũng là vấn đề đặc biệt nguy hiểm, không chỉ tha hóa những người có chức có quyền, mà còn là trở lực lớn đối với khát vọng hùng cường của dân tộc, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Bởi vậy, công cuộc phòng chống, giặc nội xâm do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo là xu thế không thể đảo ngược. Bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật đều bị xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể đó là ai. Việc hàng loạt cựu quan chức cấp cao bị khởi tố, truy tố, xét xử
đã thể hiện rõ quan điểm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng và Nhà nước ta. Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Vào ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh, quyết định này. Liên quan tới vụ án này, trước đó vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 đối tượng về các tội danh. Trong đó, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Mới đây, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng một số đảng viên, cán bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy những người này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Họ cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Bản thân ông Lê Duy Thành trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ do liên quan đến vụ tập đoàn Phúc Sơn. Ông Lê Duy Thành bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vào ngày 8 tháng 3. Còn ông Phạm Đình Cự cũng đã bị Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, hơn 24.160 đảng viên, tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022. Trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ, diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Năm 2023, đầu năm 2024, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng đưa ra xử lý, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo ở các bộ, ngành, địa phương bị xử lý hình sự ở mức nghiêm trọng. Ngoài ra, hàng loạt các vụ án khác đang mở rộng điều tra như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương,
Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam. Vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, vụ án Việt Oil và Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Việc hàng loạt cựu quan chức cấp cao bị khởi tố, truy tố, xét xử đã thể hiện rõ quan điểm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng và Nhà nước ta. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, năm 2023, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được coi là điểm sáng trong kết quả công tác của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an nhân dân là lực lượng chủ công. Bộ Công an luôn xác định chủ trương xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Trên tinh thần, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều quan trọng đã thể hiện rõ chủ trương là một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng rất kiên quyết, không bị bất kỳ sức ép, áp lực vào, can thiệp vào được. Các vụ án đều được đưa ra điều tra, truy tố, xét xử đều được làm đúng theo trình tự của pháp luật. Tại buổi thông báo về phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên tiếp tục khẳng định công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, xử lý kiên quyết, bài bản, thận trọng, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, lãnh đạo quản lý các cấp bị xử lý, phải tâm phục, khẩu phục, xử lý nghiêm khắc với kẻ chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Song cũng xem xét toàn diện đối với những người làm công hưởng lương, phụ thuộc, không chủ động, không cố ý hưởng lợi. Trong năm 2024, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực là không được chủ quan, thỏa mãn, phải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng và chống tham nhũng tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì. Với 6 hơn là quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và với tinh thần năm nay phải tốt hơn năm trước. Nhìn vào việc những cán bộ nói trên bị kỷ luật, ai cũng hiểu mục đích trong sáng, cao nhất của Đảng ta là để làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược để nhìn về tương lai, để giữ đường hướng phát triển của Đảng và đất nước. Việc này cũng thêm một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta là duy trì kỷ luật, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm. Ai làm tốt thì biểu dương, khen thưởng, ai làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình. Vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu, xử lý đến đó. Nhưng cũng từ sự việc trên, không khó để thấy phòng chống tham nhũng tiêu cực là vô cùng gian nan trước những thứ đã cũ kỹ hư hỏng. Công cuộc đó dẫu đã tạo nên nhiều chuyển biến, song đòi hỏi rất lâu dài, bền bỉ chứ không thể một chốc một lát mà xong. Như một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương từng chia sẻ, trước đây tham nhũng thường mang tính tự phát, còn bây giờ mang tính tổ chức, lợi ích nhóm rất rõ nét. Tham nhũng giờ đây không chỉ một người, một nhóm người, không chỉ một cấp mà nhiều người, nhiều tầng, nhiều cấp. Tham nhũng là một hiện tượng tồn tại khá phổ biến trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước. Không riêng gì ở Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia hay chế độ chính trị nào trên thế giới ít nhiều cũng đều có vấn nạn này. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ 3 căn bệnh. Tham ô, lãng phí, quan liêu bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, một thứ trở lực nằm ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi con người. Là một nguyên nhân gốc gây ra bao nhiêu khuyết điểm, sai lầm và trở lực khác. Người coi những tệ nạn đó là vi phạm đạo đức cách mạng, là hành động xấu xa nhất của con người, làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, là thứ giặc nội xâm, tội lỗi ấy cũng nặng như tội Việt gian, mật thám. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong suốt 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn nhất quán duy trì kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Bản án tử hình dành cho Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu vào năm 1950 về việc lợi dụng chức quyền nhận hối lộ, tham ô, sa đọa đã thể hiện sự nghiêm minh, lại tỏ rõ quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong việc phòng chống tham nhũng ngay từ rất sớm. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh với giặc nội xâm nói riêng là mệnh lệnh sống còn của Đảng. Đáng mừng là mệnh lệnh đó được triển khai rất quyết liệt, đồng bộ và ngày càng hiệu quả hơn ở cả trung ương lẫn địa phương, đã khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã lần lượt được đưa ra ánh sáng và xử lý đúng người đúng tội. Hàng loạt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước như Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ trưởng, Thứ trưởng,
tướng lĩnh trong lĩnh vực vũ trang đến ủy viên Bộ Chính trị vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước đều đã bị xử lý nghiêm minh. Chỉ tính riêng đầu nhiệm kỳ khóa 8 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Mới đây, cơ quan chức năng đã khởi tố mở rộng điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và điển hình, như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm, vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan. Việc giữ nghiêm kỷ luật cũng đang góp phần cảnh tỉnh cả một thế hệ hàng ngũ trong Đảng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, trưởng thành. Chống tham nhũng tiêu cực đã thực sự là xu thế không thể đảo ngược, không có vùng cấm, không loại trừ một ai.